Trong suốt chiều dài lịch sử V-League thì có thể nói Nam Định là nơi ươm mầm những tài năng trẻ, không chỉ riêng cho đội bóng Thành Nam mà còn là tài sản quý giá của bóng đá Việt Nam. Nhưng trong số đó cũng có những gương mặt sớm nở lại tàn, đơn cử là trường hợp của thần đồng bóng đá Việt Nam một thời Hoàng Danh Ngọc. Danh Ngọc gia nhập vào đội trẻ Nam Định vào lúc 15 tuổi và sớm khẳng định được khả năng của một tài năng thiên bẩm, luôn thi đấu tốt cho lứa U15, U17 Nam Định và được gọi lên đội 1 khi mới 17 tuổi. Trong khoảng thời gian 3 năm chơi cho đội bóng, Danh Ngọc ít nhiều cũng để lại dấu ấn đậm nét, đặc biệt là pha ghi bàn đẳng cấp vào lưới Lỗ Năng Sơn Đông tại AFC Champions League. Tuy nhiên, tại V-League 2009, Danh Ngọc bị án phạt nặng từ VFF khi có hành vi chỉ ngón tay vào mặt trọng tài. Tiếp đến là vụ lùm xùm về việc đơn phương chấm dứt hợp đồng với đội bóng Thành Nam để chuyển sang đội Vissai Ninh Bình. Những năm tháng chơi bóng tại cố đô Hoa Lư, Danh Ngọc vẫn thể hiện được phẩm chất kỹ thuật cá nhân cùng cái chân trái ma thuật của mình, không ít lần khiến người hâm mộ Ninh Bình ngất ngây trước siêu phẩm từ cú sút xa hay đến đá phạt. Nhưng chắc có lẽ đó là những lần hiếm hoi bùng nổ của Danh Ngọc tại đây, vì cầu thủ sinh năm 1991 lại dính vào những vụ lùm xùm khi có hành vi lăng mạ trọng tài và dính vào nghi án bán độ cùng các đồng đội trong khuôn khổ AFC Cup. Và sau khi đội Vissai Ninh Bình giải thể, Danh Ngọc đã lăn bạc vào các câu lạc bộ như Quảng Ninh, Thành phố Hồ Chí Minh và Long An, nhưng thần đồng một thời đã không tìm lại được phong độ đỉnh cao. Đỉnh điểm là tại mùa giải 2015, khi không còn nằm trong kế hoạch của huấn luyện viên Minh Phương, Danh Ngọc chính thức giải nghệ ở tuổi 25, cái tuổi mà đáng ra đang là độ chính trong sự nghiệp của mọi cầu thủ. Và lúc này đây, gã trai hơn ngày nào đang là thầy dạy bóng đá cho các em nhỏ tại quê hương Thái Bình. Có lẽ nhìn các em chơi bóng, Danh Ngọc như gợi nhớ những hình ảnh ngày nào của mình. Tiếc cho Danh Ngọc, tiếc cho thần đồng sớm vụt tắt ở tuổi 25.